Mình đang ở Nha Trang và bắt đầu một ngày mới. Bọn mình sẽ ở đây 2 đêm. Tại vì hành trình vừa rồi cũng khá xa và khá là lâu, cho nên là mình dừng đây một chút xíu để hồi sức lại. Sau khi ở đây thêm đêm nay nữa thì sáng mai bọn mình bắt đầu sẽ xuất phát đi Đà Lạt. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ăn chơi cũng như là làm việc ở Nha Trang. Xuống Nha Trang rồi, một ăn bún cá, hai ăn cơm gà, đi xuống Nha Trang bún chả. Xuống Nha Trang bún riêu còn được nè, có sao đâu. Gì đâu, bún riêu Nha Trang phải khác với mấy chỗ khác chứ. Nào không khác gì. Làm gì có tô bún riêu nào khác giống vậy. Rồi, mình vẫn còn đang nói là khó chịu rồi, tại vì xuống Nha Trang không ai chịu đi ăn bún cá. Xong tất cả mọi người quyết định đi vô một quán tên là bún có quán bún chả Hà Nội. Thì ở đây bán rất nhiều món Hà Nội, xong rồi mình kêu mình là bún cá. Nhưng mà trong bún tô bún cá của mình có vẻ như không giống như bún cá bình thường. Ok, ăn đỡ không biết sao, không biết đâu ngon. Sau khi ăn sáng ở quán bún chả xong thì tụi mình bắt đầu công cuộc tham quan Nha Trang. Thì cái điểm đầu tiên mà tụi mình đi ngang qua đó chính là tháp Trầm Hương, là một trong những cái kiến trúc biểu tượng của Nha Trang. Thì ở đây đó chính là cái tòa tháp mà có trưng bày những cái hình ảnh nè, hay là những cái sản vật địa phương để cho những cái khách tham quan du lịch người ta ghé vào, người ta có thể xem hay là mua được. Sau khi tham quan ở tháp Trầm Hương xong rồi thì tụi mình bắt đầu đi tìm cảng biển cũ của Vinpearl. Mới lúc đầu tụi mình chạy qua cảng mới thì lúc đó người ta đang thi công cho nên tụi mình không có vô được. Thì tụi mình đã qua được cái cảng biển cũ, thì từ cái cảng biển này tụi mình có thể nhìn qua được cảng biển mới đó luôn. Ở ngoài này thì khá là nắng nhưng mà nước biển thì trong xanh, nhìn xuống dưới thì có thấy rất là nhiều những cái loài cá nhỏ, và nhìn qua bên kia thì có thể thấy được cả một cái hòn mun và thấy được cả cái dòng chữ Vinpearl ở bên đó. Thì hồi trước thì người ta có thể đi qua Vinpearl bằng cáp treo, nhưng mà bây giờ từ tháng 10 năm 2021 thì người ta đã bắt đầu bảo trì, và từ tháng 5 này thì người ta cũng đã tạm ngưng hoạt động và cho những cái du khách ai mà muốn đi qua bên đó thì sẽ đi bằng tàu cao tốc, chỉ mất có 7 phút thôi. Và cái lúc mà tụi mình dẫn xe ra ngoài đó thì cái đường hơi cát cho nên là mọi người phải cố hết sức để đẩy cái xe đi ra ngoài đó, nhưng mà đổi lại tụi mình có được những cái tấm ảnh rất là đẹp ở ngoài cái cảng đó. Hiện tại chỗ mình đang đứng là cầu cảng Vinpearl Nha Trang cũ. Ngày trước thì nó nằm ở đây nhưng mà bây giờ thì nó đã chuyển qua bên kia rồi. Bởi vì ở đây thì hiện tại nó không còn nhiều tàu thuyền nữa. Và bây giờ thì có mấy anh cũng ra đây câu cá. Ở đây cũng có xuất hiện mấy cái loài cá nhỏ cho nên mấy anh cũng câu được. Nước biển Nha Trang xanh lắm luôn á mọi người. Kiểu nó trong á, nó không có bị dơ á. Còn đằng sau này chúng ta nhìn được nguyên cảnh của Nha Trang luôn. Đi chơi hết nguyên buổi sáng xong thì đứa nào cũng đói bụng hết, cho nên bọn mình đi tìm cái gì đó đặc trưng ở Nha Trang để ăn. Thì theo đề xuất của mình thì tất cả bọn mình đi ăn cơm gà. Thì quán cơm gà đây là tên là, theo mình nhớ là cơm gà Úc, hình như cũng là một quán khá nổi tiếng ở Nha Trang. Bọn mình đi vào đây và kêu cơm gà, kêu gỏi, người ta cũng phục vụ rất là nhanh và ăn thì cũng rất là ngon. Tại vì cơm gà là một những món mà mình rất là thích ở Nha Trang, bên cạnh cái món bún cá. Thì sau khi ăn xong, bọn mình di chuyển qua một cái quán cà phê để làm việc. Thì mình chọn Starbucks là một quán cà phê mà tại vì nó có view biển, nằm ven biển và gió, có không gian ngoài trời rất là lộng gió. Mình rất là thích cái không gian đó mặc dù gió cứ liên tục táp vào mặt mình. Trong lúc uống cà phê thì có một cái anh bạn đó là người quen của một cái anh trong đoàn. Thì anh đó đi ra uống cà phê chung rồi nói chuyện này kia. Thì sau một buổi ngồi chơi với nhau thì anh đó quyết định là dẫn bọn mình đi chơi tiếp ở một cái địa điểm mà anh đó nghĩ là rất đẹp để bọn mình có thể quay phim, chụp hình, check in này kia. Thì đó là hang heo. Mặc dù mình tới Nha Trang cũng khá là nhiều lần nhưng mà
cũng chưa từng nghe qua địa điểm này. Để đi tới hang heo thì tụi mình đi qua đèo Lưu Sơn, tụi mình cũng có check in ở đây một chút, rồi sau đó tụi mình vào hang heo thì cái đường dẫn vào hang heo chỉ có những cái người địa phương biết thôi, nhìn ở ngoài thì cũng có thể vào được nhưng mà khó nhận ra. Thì khi mà vào trong này rồi thì ở trong hang heo có những cái mỏm đá rất lớn và mình có trèo ra ngoài đó chơi, chụp hình, check in. Rồi có một cái mỏm đá cao ở trên nữa thì mình cũng có leo lên trên này, mặc dù cái đường leo thì nó hơi khó nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng thì cũng leo lên được. Khi mà leo lên thì mình ngồi ở trên đó ngắm ra cảnh biển rồi ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh, phải nói là khá là hùng vĩ. Nhìn qua bên kia thì thấy mây ở trên núi các thứ, còn ở bên này thì nắng chiều rọi vào rất là đẹp. Từ hang heo thì bọn mình tiếp tục di chuyển lên chút xíu nữa thì sẽ gặp một cái cảng cá, nó chỉ cách cái hang heo đó tầm 5 phút thôi, 5 phút chạy xe tầm mấy cây số vậy đó. Tới nơi thì cái cảm giác mà quê hương của mình nó ùa về, tại vì mình là người lớn lên từ một cái vùng đất ven biển. Nó sẽ có những cái mùi rất là đặc trưng, và anh em nào mà ở ven biển, những cái khu biển như mình thì sẽ ngửi được những cái mùi đó. Thì tại đây mình cảm nhận được là như là mình đang trở về quê hương mà vậy. Thì chụp hình này kia chút xíu thì bọn mình quay trở về thành phố. Thì Nha Trang đối với mình là một cái địa điểm mà mình rất là thích, mình cũng biết tại sao nữa. Mỗi lần đi tới Nha Trang thì nó có biển rất là đẹp và đồ ăn ngon, có cơm gà, có bún cá, có những kỷ niệm vui, cũng có những kỷ niệm buồn. Cũng có lần mình đã đứng ở bãi biển Nha Trang mà khóc. Thì đối với mình rất yêu thích Nha Trang.